bất chấp lãi suất giảm sâu, tiền người dân gửi ngân hàng tăng kỷ lục. Trong vòng một năm qua, số dư tiền gửi của dân cư vào ngân hàng tăng liên tục. Đến cuối tháng 7, số dư tiền người dân gửi ngân hàng đã phá kỷ lục của tháng trước, đạt 6 tỷ 389 triệu 593 tỷ đồng. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 7, số dư tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đạt 6 triệu 389.593 tỷ đồng, tăng 8,93% so với cuối năm 2022. Trong vòng một năm qua, số dư tiền gửi của dân cư vào ngân hàng tăng liên tục. Số dư tiền gửi của tháng sau luôn cao hơn số dư tiền gửi của tháng trước. Tổng số dư tiền tiết kiệm của dân cư gửi vào ngân hàng tính đến cuối tháng 7 đã tăng thêm gần 752.600 tỷ đồng so với cuối tháng 8 năm 2022. Còn so với tháng 6, số dư tiền tiết kiệm của dân cư gửi vào ngân hàng tháng 7 đã vượt kỷ lục của tháng 6 khi tăng thêm 6.707 tỷ đồng. Trong khi đó, số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế tính đến tháng 7 đạt là 5.909.707 tỷ đồng, giảm 74.200 tỷ đồng so với tháng 6. Như vậy, người dân tăng tiền gửi vào ngân hàng bất chấp lãi suất huy động giảm sâu. Từ tháng 3 trở lại đây, lãi suất huy động liên tục được điều chỉnh giảm. Có ngân hàng trong một tháng giảm tới 3 đến 4 lần. Hiện lãi suất huy động đã giảm xuống mức đáy kể từ dịch COVID-19 xảy ra. Lãi suất huy động phổ biến đang được các ngân hàng áp dụng cho kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng, còn quanh mức 4% một năm, kỳ hạn 6 đến 9 tháng là dưới 5% một năm, còn các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 5,5 đến 6% trên một năm. Các chuyên gia ngân hàng cho rằng lãi suất đầu vào giảm sâu trong bối cảnh huy động nhiều hơn cho vay ra. Tính đến 30 tháng 9, tổng vốn huy động của các ngân hàng thương mại đạt khoảng 12 triệu 900 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 5,9% so với cuối năm 2022. Còn tổng dư nợ của nền kinh tế đạt khoảng 12 triệu 630 nghìn tỷ đồng, ước tăng khoảng 6,1 đến 6,2% so với cuối năm 2022. Theo kết quả khảo sát, xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý 4 năm 2023 vừa được vụ dự báo thống kê Ngân hàng Nhà nước công bố, huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân 3,2% trong quý 4 năm 2023 và tăng 8,7% trong năm 2023. Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng tăng 4,6% trong quý 4 năm 2023 và cả năm tăng là 12,3%. Các tổ chức tín dụng cũng dự báo tình hình thanh khoản sẽ tiếp tục dồi dào trong quý 4 năm 2023 và cả năm 2023, đồng thời kỳ vọng bình quân mặt bằng lãi suất huy động và cho vay toàn hệ thống tiếp tục giảm từ 0,26 đến 0,35%. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng Mỗi Ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.